ba cần hả này? Lịch nhiều khi nó ăn á các bạn, nó ăn á cái nó lôi, nó dính cần câu rồi nó lôi vô gốc á các bạn, thành ra là ê, đứt dây ra thôi, sợ nó sảy luôn á. Còn không? Ê dù, trời ơi bự lắm anh hai ơi. Con lịch nó bự lắm nè các bạn, đã dưới nè, đã dưới nè. Hoàng ngồi đây nè các bạn, các bạn nhìn thấy không? Cái con lịch nè. Nó bự hơn con tay cái của thịt anh luôn. Bằng con cẳng cái. bằng con cẳng cái luôn rồi các bạn. Kinh khủng chưa? Đấy, các bạn thấy không? Khi mà nãy mà mình kéo mạnh quá đó, nó sẽ đứt luôn và nó sẽ mất các bạn. Những cái con lịch này nè nó khôn lắm các bạn ơi. Nó ăn xong một cái nó dính câu đó. Nè. Nó dính câu rồi cái nó lôi đi vô cốc á, cho nó tự động nó đứt dây. Mà các bạn có tin không, khi mà nó đứt dây đó nó tự động nó đào thải ra luôn cái lưỡi câu của mình ra ngoài luôn. Nó hay là hay chỗ đó. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại kênh BBT khám phá sở thích của mình. Hiện tại Thạch Anh đang có mặt ở Cà Mau các bạn. Và hiện tại sáng sớm ngày hôm nay Thạch Anh sẽ đi thăm câu lịch với anh hai của mình các bạn ha. Đây các bạn, đây là những cái phao để mình làm dấu đừng cho mất câu của mình các bạn. Trước đó Thạch Anh cắm là cắm bằng cái cây cũng như là câu cá lóc của mình nha các bạn, nhưng mà những cái hang gần bờ thôi. Còn đây anh hai mình cắm là những cái hang xa bờ. Thì chia sẻ với tất cả các bạn một chút xíu phân biệt giữa cái hang lịch và cái hang lương. Về cơ bản hai cái hang này nó giống nhau các bạn. Các bạn đi bên đường đó thì hai bên mé sông đó nó có những cái hang. Cái hang nào mà mấy bạn nhìn như là cái miệng của cái ấm trà của mình vậy đó, thì đó là cái hang con lịch, hang con lương các bạn. Vậy các bạn, con lịch con lương này cực kỳ dễ cắm, cực kỳ dễ câu. Có thể câu một chút xíu là nó ăn rồi các bạn. Mình khoét cái miệng hang của nó một chút xíu, mình bỏ cái mồi câu vô khoảng 5-10 phút là bắt đầu nó ăn rồi. Tuy nhiên ở đây thời gian của anh em mình không có, thành ra là mình cắm qua đêm đó các bạn. Không có luôn hả này. Đây các bạn, buổi sáng sớm tại huyện Cái Nước, Cà Mau, nó yên bình lắm các bạn. Nó không có xô bồn như ở trên Sài Gòn hoặc là trên thành thị đâu. Dính rồi này, sẵn nữa hả? Anh hai dăng bao nhiêu cái mò cần câu này như thế này? Trăm mấy. Ê, có con chích đó anh hai ơi. Dốc luôn, chích dốc luôn. Dính không? Dính rồi các bạn ơi. Đây, anh hai mình nó dính nè.
đây các bạn. Các bạn nhìn không, nó không có khác gì con lươn hết trơn các bạn. Con lươn nó màu vàng hơn một chút xíu thôi. Con lịch nó cũng có màu vàng nhưng mà nó màu vàng đất, nó không có vàng đậm như màu con lươn. Và thịt của nó thì cũng như nhau nhưng cái xương của nó cứng hơn xương con lươn các bạn. Một con đầu tiên các bạn nha. Tiếp tục là con thứ hai. Cái này anh điều lội xong hả anh? Dính nữa không? Dính nữa các bạn ơi. Wow, con địch bự quá các bạn. Mèn ơi, con địch bự chà bá luôn. Con này như con lươn rồi nè. Còn mồi nữa. Anh hai cắm này mồi gì? Cá phi. Cá phi hả? Bên đây còn cái nữa nè các bạn. Đó, con cầu. Cái này buổi sáng mát quá trời anh hai. Đây chip kêu quá trời anh hai ơi. Tính ra ở Cà Mau giờ là còn những cái con chim rừng này nhiều á. Hồi lúc mà làm ruộng đó người ta ta bắt kêu lắm đó mà bây giờ chuyển qua làm vuông này chắc ta nghỉ bắt rồi. Nó đâu còn hỏi chích nữa này. Chín không? Những cái hang lịch này các bạn thường nó ở gần gần nhau à, nó không ở xa nhau đâu. Thành ra là khi mà mình mò cái hang đó thì mình xác định được cái hang lịch là gần đó thì ít nhất là cũng phải có 2-3 hang. Thành ra là các bạn nhìn thấy không, cái câu của anh hai mình kế bên 2-3 cái các bạn. Đó là cái đặc tính của con lịch đó các bạn. Chín nữa các bạn ơi. Ôi mày ơi, con bự dữ vậy, anh hai vớt lên để nó chảy. Đấy các bạn thấy chưa, bự thiệt là bự luôn. Ý đây có chiếc ống bù vàng nè anh hai. Mèn ơi. Đây bạn, trứng ốc bù vàng nè. Nước mặn các bạn ha.
Hôm qua thì mình từ Sóc Trăng về mình có mua mấy ký ốc. Ốc đó là nghe người bán nói là ốc ốc cuộn. Không phải ốc bu vàng. Nhưng mà sáng nay nó đẻ là ốc bu vàng các bạn. Vậy là ốc cuộn hay ốc bu vàng? Cái này nữa là không bao nhiêu con là vô ký ạ. Anh hai đây, đây anh hai cắm tuốt ra đằng kia luôn hả? Ở vòng dọc mấy bên đây nữa phải không? Bên đây còn rất là nhiều các bạn. Đây, nè các bạn nhìn thấy những cái phao câu này nè, rất là nhiều. Ngày xưa đó, lúc mà Thạch Anh còn ở Cà Mau đó, Thạch Anh cũng có đi cắm nhưng mà không có lội các bạn, không có lội để mò hang như thế này đâu. Thạch Anh cắm cả cặp mé thôi. Mà lúc đó rất là nhiều lịch các bạn, lúc đó nhiều lắm, các bạn cắm khoảng chục hai chục cân là bắt đầu có đủ ăn rồi. Tuy nhiên cái giá lịch hiện tại thì được thương lái họ mua rất là cao các bạn, thành ra là họ ai cũng muốn đi cắm hết trơn á, thành ra là thời gian đó cái lịch nó không còn nhiều. Mà lúc trước á lịch nó bự lắm các bạn ơi, lúc trước một con có khoảng 600-700 gram có luôn á, không bao giờ thì những cái con đó rất là hiếm rồi. Những cái con như thế này gọi là bự rồi nè các bạn đó. Cây này là cây châm bầu nè các bạn. Này, cây này lâu lắm rồi Thạch Anh mới thấy lại đó các bạn. Mà không biết các bạn nào có biết không, cây châm bầu là cái cây có gai. Đây, cái cây thân trên thân nó có gai và nó có cái bông. Ngày xưa những cái lớp học ngày xưa, các bạn nào mà 8X đời đầu á thì các bạn biết những cái trường học làng đó thì thường có những cái cây này nè các bạn. Và bẻ bông này chơi đó. Cái bông, cái trái của nó có 4 khía các bạn. Đây nè, đây trái châm bầu các bạn ha. Nè, nó có 4 khía nè. Tính ra cái bờ vuông của cậu hai cũng bịch lắm á anh hai. Gió quá hả nè. Rồi bữa nay anh nhắm khoảng nhiêu ký? Này chắc đựng ký lại. Đựng ký hả? Nè các bạn, nhìn thấy cái những cái cây này nhìn đẹp cực luôn. Ở dưới thì có màu vàng, ở trên thì có màu xanh lá cây các bạn. Nó non các bạn. Thì đây gọi là cây lát các bạn. Đưng hả lát anh hai? Cái đưng hả? Cây đưng các bạn, chứ không phải cây lát đâu. Nhìn đẹp cực luôn các bạn. Đây, phao cầu của anh hai mình nè.
nó trắng hết trơn luôn nè các bạn. Hy vọng là bữa nay sẽ trúng lớn các bạn ha, chứ để mình đi mình quay mà không có lương kỳ lắm. Chiều nay anh hai cắm ở đâu nữa? Đây luôn hả? Chín gốc rồi. Cái vuông kế bên là vuông của cậu hai hả? Bà xã. À. Anh hai cắm trên chảng nó dính với lịch mà anh cắm sâu quá nó không ăn đâu. Anh thăm rồi anh ra văn lại là mấy giờ anh hai? Là mò hang nữa hả? Hy vọng là những cái cần tiếp theo nó sẽ dính các bạn. Hôm nay lịch dính thưa quá các bạn ơi. Dính không? Dính đã mà ha. Thông lịch là mình vừa kéo lên là biết dính hay không dính liền các bạn. Dính không dính nó chì xuống các bạn. Nhìn đã lắm, đã tay lắm. Nguyên cái bào này nó mới ngon là anh hai. Nó coi chừng có lịch bữa. Cây này là cây mắm anh hai. Đây các bạn, cái cây này cực kỳ nó hay luôn. Nó nhân giống, tự nhân giống của nó và có thể làm thành gừng luôn á các bạn. Ở dưới sông này các bạn nhìn thấy không, đây là cái trái mắm nè. Ôi dính rồi các bạn ơi. Con lịch này nó hơi nhỏ. Đây là cái trái của nó nè các bạn. Khi mà đến cái mùa nước nổi đó các bạn, tự động cái cây này nó có trái và nó rụng xuống nước. Đây các bạn, nó rụng xuống nước như thế này nè. Và nó nhờ nước nó trôi đi, nước lớn nước rồng mà các bạn, nước dâng lên nước hạ xuống đó. Thì vô hình dung cái nước đó, nó đem cái trái này đi và nó bám ở những cái mé mương mé sông rồi đó, thì nó mọc lên thành cây con, nó rất là hay luôn các bạn. Cây này có thể gây gừng được luôn các bạn, tự động mình lên nó luôn. Đó, đây là cái trái mắm này. Ôi dù. Đó, cái trái của nó đây. Khi mà nước nó trôi đi đó thì nó tấp vô đầu đó, nó sẽ mọc lên cái cây đó, rất là nhiều cái cây mắm nè các bạn. Đây là cái cây nè, các bạn thấy không, nó hay lắm. Dưới nó nè,
sáng nay gió thật sự trong lành luôn các bạn, không khí mát mẻ trong lành lắm, không phải như ở trên thành thị mình sáng ra mở cửa xe cộ bố khối bụi đụng đâu. Sảy nữa rồi các bạn ơi. Sao hôm nay sảy nhiều vậy nay? Sáng bước ra giờ nào đi? Trái hay phải vậy? Mát mẻ trong lành lắm. Ba cần hả này? Nhiều khi nó ăn á các bạn, nó ăn cái nó lôi, nó dính cần câu rồi nó lôi vô gốc á các bạn, thành ra là ê, đứt dây ra đây sợ nó sảy luôn á. Có không? Ê trời ơi, bự lắm anh ơi. Con lịch nó bự lắm này các bạn, đã dưới nè, đã dưới nè. Bự hơn con tay cái của thằng anh luôn. Bằng con cẳng cái. bằng con cẳng cái luôn rồi các bạn. Kinh khủng chưa? Đấy, các bạn thấy không? Khi mà nãy mà mình kéo mạnh quá đó, nó sẽ đứt luôn và nó sẽ mất các bạn. Những cái con lịch này nè nó khôn lắm các bạn ơi. Nó ăn xong rồi cái nó dính câu đó. Nè. Nó dính câu rồi cái nó lôi đi vô cốc á. Cho nó tự động nó đứt dây. Mà các bạn có tin không, khi mà nó đứt dây đó nó tự động nó đào thải ra luôn cái lưỡi câu của mình ra ngoài luôn, nó hay là hay chỗ đó. Ở đây còn rất là nhiều chim cò các bạn, thật sự bất ngờ luôn với cái việc mà săn bắt chim cò hiện tại đó. Như ở Cà Mau này thì còn rất là nhiều các bạn, nên là ở đây người ta không dám bắt các bạn, người ta không dám bắt vì nhà nước quy định là không có được săn bắt động vật mà như là chim cò chích rồi đó các bạn. Thành ra là ở đây nó còn rất là nhiều. Ở Sóc Trăng mà kiếm mấy cái tiếng này là hơi khó. người ta bắt hết. Ở chả anh ta còn kêu mà. Còn kêu con gì con cũng đúng mà. Hôm bữa em nghe nó còn kêu nữa. Mà nghe trên thành phố đó mà. Để làm gì? Bị bịp nuôi nó đâu có khôn đâu. Con chích này đảm bảo luôn, chích này đang nuôi con. Nó kêu túc 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 hoài luôn. Nó cũng như con gà vậy các bạn. Con chích này nè, không biết các bạn có biết con chích chích không? Các bạn search Google các bạn sẽ thấy con chích nó khôn lắm, con chích cò á. Ngày xưa còn bằng ruộng á, thành nó có nuôi. Dính hồi này.
Ngày xưa đó thầy bằng ruộng thầy anh có nuôi con chích các bạn, chích cồ chứ không phải chích ghé. Chích nó có hai loại, một là chích cồ, hai là chích ghé. Chích ghé thì nó nhỏ hơn chích cồ chút xíu mà nó không khôn bằng chích cồ đâu các bạn. Con chích cồ trên cái đầu nó có màu đỏ, có màu đỏ, nó giữ nhà rất là hay các bạn. Nó nhỏ chứ nó giữ nhà rất là hay, nó đá người ta các bạn. Nó cà sóc lắm, nó nhỏ nhỏ chứ nó cà sóc lắm. Đó, các bạn nghe không? Tiếng tích 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 là con chích đó. Cái hoa trong này của anh đúng không? Bây giờ ít thấy chích cồ ha, không có hả? Nè, cũng được nhiều rồi các bạn ha. Nãy giờ mình thăm cái được 30 cân chưa? 60 quá hả? Sáng nay mát mẻ gió quá này, cấp này ở Cà Mau gió ha. Tại gió quá nó không ăn đó, chứ không phải tại em đi quay nó không ăn đâu nè. Đi cây nhãn lồng nè các bạn. Ngày xưa thằng anh đi học á, lội bộ từ nhà đi ra tới chỗ trường học á. Thì ngày xưa bạn đâu có tiền đâu mà ăn hàng ăn đồ đâu, các bạn 8x đời đầu chắc cũng biết, ở trong ruộng đâu có tiền bạc gì, đi dọc đường á đói quá mà hái mấy trái nhang lồng nè ăn nè, cực kỳ ngon các bạn. Nó ngọt lắm, mấy nhang lồng nó ngọt lắm. Trái này nó còn nhỏ, nó chưa có chín đâu, nó chín cái này nó màu vàng,
nó bự ra, nó màu vàng. Đây các bạn. Gà ở Cà Mau nước mặn nhưng mà còn rau gừng rất là nhiều các bạn. Đây là trái giác nữa nè, trái giác này để kho cá kho tộ rồi đó, bỏ trái giác vô ăn cực kỳ ngon luôn. Đây quay ra quay dính nữa rồi. Ủa, các bạn ơi, mềm luôn. Bữa nay là nếu mà nó không dính đều nhưng mà nó dính được bự này. Dính được không? Ê, cái trái màu này nè anh hai. Trái gì? Trái muối. Lâu dữ không có gặp nó đó ha. Mà cái trái này đâu có ăn được đúng không? Vậy hả? Diêm hồng hả? Rồi cây đó mình cũng nói đâu phải không? Những cái trái này nè, những cái cây này ngày xưa thì thật anh biết rất là gành luôn, nhưng mà lâu quá rồi các bạn, lâu quá rồi mà nó không có thật anh không có gặp thường xuyên, mà hiếm mấy cây này giờ không còn thấy nữa đâu. Em nghĩ là nó không phải là nó mặn, người ta kêu bằng muối đó anh hai, bởi vì trong cái trái nó có nhiều muối nè. Thì nó nhiều muối mà nó mặn cũng nhấp thử nó y như muối mình vậy đó. Mặn không? Mặn. Cái vỏ nó vỏ đỏ đỏ nó cũng nhấp 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 thử thôi. Ừ. Ừ, mặn. Mặn, nó muối trong cũng y như hột muối trắng mình vậy đó, cái gì là kêu bằng trái muối thôi chứ. Nửa câu rồi phải không? Đây các bạn, nửa câu rồi anh hai cho cắm chắc khoảng 6-70 100 mấy anh hai, 100 mấy cục cần đó. Đây là nửa câu rồi, được nhiêu này các bạn ơi. Cũng được các bạn ha, không đến nỗi nào. Qua đây nè, hy vọng là qua đây dính nhiều nè, bởi vì hồi nãy là thật anh đặt ở trên mé bờ, còn đây là những cái đường mương á các bạn, cái chảng á, đường mương á là chắc có thể dính nhiều. Anh hai bơi trước à, dính rồi đó, nó lo đi là dính rồi đó. Em thấy con lươn á nó khó hơn con lịch đó anh hai. Con lươn cái hang nó sâu với lại nó khôn hơn con lịch. Con lịch này thấy chứ nó ngu các bạn ơi. Nó cái hang của nó đó các bạn lại quậy bằng búng cái là bắt đầu tự động nó trồi lên nè. Nó trồi lên nó kiếm ăn. Mà mình bỏ một cái mồi ở trên nó là bắt đầu nó ăn được rồi. Khoảng 5 phút là bắt đầu dính rồi đó. Còn hôm nay con này chắc bự rồi các bạn ơi. Ủa, vàng tươi các bạn ha, quá đã luôn. Ngày xưa đó em cắm ở chỗ gần cái chòi của mình á. Trời đất ơi, nó cắm lên cái dở lên là muốn không nổi luôn đó. Nó bự lắm mà nó lâu cái rút cần câu luôn. Cái. Tính ra bên vuông mình bao lâu à chưa thu cá? Năm mấy vậy là lịch bự. Những cái vuông nào á các bạn đã thuốc cá rồi đó thì thường là khoảng 4 đến 5 tháng sau nó mới có lịch các bạn.
hoặc là còn lại những con lịch bự thôi. Bởi vì thuốc cá này hầu như người ta sử dụng thuốc cá saponin đó các bạn, saponin thuốc cá thái đó, thì nó sẽ chết hết mấy con lịch luôn. Mấy cái loại thuốc cá nó thẩm thấu sâu vô đất lắm, nó làm chết hết mấy con lịch luôn, thành ra là không còn. Những cái vuông nào mà lâu lâu năm mà không thuốc cá đó thì những cái con lịch đó, vuông đó đảm bảo các bạn luôn, những cái con lịch bự bự không luôn. Gió nó thổi xuống đây cũng mồi còn luôn nè. Vậy hả? Gió này thổi quá. Đây các bạn, đây cái lần câu đây nè. Không dính nè. Xem nha. Kéo lại. Đã. Cốt nào. Ở bên Nam Long hả? Vậy là cần nào cũng dính rồi. Bự không? Chắc là lịch nhỏ à. Dính nè. Luôn cậu ba chắc ít cá hay nãy giờ không thấy cá chạy đâu. Em thấy kéo nặng nặng là em biết dính rồi. Nhưng mà nó nhiều. Trong bờ thì nó bự nhưng mà nó ít thôi, nó không nhiều đâu. Nó cạnh tranh nhau á các bạn. Thường là những cái mé bờ như thế này nè, là có lịch, là những cái con lịch bự không à. Mà lịch nhỏ thì lịch nhỏ nó không có dám lại gần các bạn. Dính nè. Nước tốt quá à, vua cầu ba này nước tốt quá nè. Mới thuốc cá rồi không? Dạ. Yeah. Tính ra dung dũng biết bao lâu có thuốc cá nó gì đâu. Bỏ luôn. Chưa các bạn. Quá đã luôn. Thật sự nói ở thành phố mà lâu đó các bạn, thì tại sao mà có nhiều người ta muốn về quê, người ta sống ở chỗ đó các bạn. Các bạn nhìn thấy dưới quê phong cảnh nó thanh bình cực. Không khí thì trong lành, buổi sáng thì bình yên, nó rất là mát mẻ luôn. Còn những cái không gian, những cái cảnh như thế này thì ở thành phố cực kỳ khó tìm các bạn ha, không có được đâu.
nhiêu ký à? 2 ký hả? Vậy cũng ngon rồi, không phải tại em à. Tại sao tại đi rất chiều. Người đi ngô đâu có nát mà có nè. Có không? Là người mà ngồi mà chặn trước á. Ừ. Dân hoài quá, thấy bà này là sợ luôn. Đúng rồi. Người ta đi 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 cắm câu thôi, đừng có dặn người ta. Người ta muốn dặn thì canh luôn ta đi thăm á. Vô nữa các bạn ơi, dính nữa này. Nha. Đã rồi chứ. Ù mày luôn. Bây giờ ghế luôn. Thay nước rồi này. Quá dữ luôn các bạn ơi. Bữa nay cũng trúng nha các bạn ha. Nào là nó bự bự không? Dính được không? Ủa hai em này còn cắm câu cá ngát không? Ủa làm cắm. Em về tới giờ. Nó ngồi không cắm tới giờ. Bác ba còn cắm không? Dính nhiều không? Cá ngát giờ nó cũng có giá đó anh hai. Gì? Cái đó nó vô nhúc nhích kìa. Con cá cho lại mình, con cũng... Dính cá à hả vậy? Không biết lắm mà dính cá à. Sao thả lại? Mày ơi, để nó ăn tôm người ta hết. Con cá bóng thì cho nó ăn tôm nó hay lắm các bạn ơi. Nó ăn tôm hơn con lịch nhiều lắm. Thì ở trong vuông này các bạn, ở Cà Mau người ta nuôi chủ yếu là ngày xưa đó các bạn, người ta nuôi quảng canh. Tức là người ta thả con giống vào thôi, người ta không cho ăn, gọi là bán tự nhiên các bạn, chỉ thả giống thôi. Rồi sau này những cái mô hình cải tiến của tôm giống chất lượng cao đó họ làm và họ nuôi công nghiệp, thì ở Cà Mau này cũng là hình thức đầu tiên họ thí điểm và cũng không đạt được kết quả cao các bạn ơi. Theo Thạch Anh thấy thì hiện tại những cái hộ nào mà nuôi công nghiệp đó thì từ chết đến bị thương. Nói chúng thì biết nhiều nhưng mà thất thì không ai biết đến đâu, nhưng mà về cơ bản nó khó làm hơn ở các tỉnh khác như ở Sóc Trăng của mình. Cái thứ nhất khó làm ở đây là do nguồn nước nó mặn quá các bạn. Hiện tại ở nguồn nước là khoảng 30-40 phần ngàn á, nó gần biển nó mặn, và thứ hai nữa là nó bị ô nhiễm, nó nuôi không hiệu quả bằng ở Sóc Trăng của mình đâu. Vừa thôi, để xảy con này ạ. Và bây giờ hiện đại thì họ quay về họ nuôi theo kiểu ngày xưa các bạn, nuôi quảng canh.
Thì mô hình quản canh là như thế này. Họ chỉ hàng tháng họ thả giống vào để gối đầu đó các bạn. Tức như là con tôm bắt thì nó ước định là khoảng 3 tháng họ sẽ bắt tỉa. Thì họ thả tháng đầu tiên, họ nuôi đến tháng thứ hai hoặc là thứ ba họ thả giống tiếp. Thì họ nói như vậy đó, họ nói chuyện như vậy đó, thì trong cái vuông họ lúc nào cũng có tôm. Thì nó tuy rằng nó không nhiều như nuôi công nghiệp đâu, nhưng mà cái mức độ rủi ro đó với lại cái chi phí đầu tư nó thấp. Mày ơi, con này chắc nó dính là bự lắm anh hai. Cỡ này nó dính nó mới lôi nặng gì đó. Rồi dính rồi đó, thấy không? Anh lôi hồi nó sảy luôn. Ôi trời, con địch chà bá luôn nè. Mèn luôn. Đó, anh lôi hồi nó sảy luôn con địch. Ôi im rồi chứ bộ anh hai. Có bao là 5 con á. Cua giờ không còn hết này. Dính nữa à. Dính cho nhẹ. Hết chưa? Mấy cần nữa, cần nào cũng dính là cũng ngon rồi. Rồi dính cái lưỡi. Cục mồi. Cái bờ này thấp quá trời thấp à. Mà của anh em không cũng đỡ. Ủa, chỗ này nếu mà dính thì dính con lực bự lắm á. Không dính à. Quá dính ra này ơi. Dính nè, kéo ra con vịt bằng cầm tay cho coi, thấy không? Này cái gì lưới à? Chim sâu nó hay quá ha.
cây đước nó có ba bông hả này? Hồi đó giờ mới nghe nói cái đước có bông à. Vậy hả? Gì nè. Chín nè. Chín nè. Có gạch mà. Đang đứt lưỡi luôn. Nè các bạn, thành quả của anh em mình đây nhiều lắm các bạn ha, khoảng 3-4 kg á. Có nè, 3-4 kg phải không? Phong cảnh buổi sáng rất là đẹp luôn các bạn, nè nắng lên nè. Ở trong kia khó quá. Rồi dính nè. Ở ngoài này ít chảy lắm. Ở trong ngoài đồng không mong quạnh này đâu có xảy, nó đang nó lôi cho nó lôi thoải mái. Ủa, bự các bạn. Rồi nó lôi vô cái góc đường á. Lôi quá trời lôi luôn. Chết rồi nè. Lâu quá sợ ha. Có Úc nào? Trời tới bên đó luôn hả này? Xa lắm á. Kinh nghiệm bấm lịch đó ha,
còn bấm đừng có bóc như là bóc cá không được đâu, con lịch con lương gì cũng vậy cho các bạn, bấm nó trên lưng trên mình đó, bấm thật là chặt mới dính được. Nhưng mà các bạn không biết bấm á, bấm cái nó xảy luôn nó tụt mất tiêu luôn, nó trơn. Đó là gì, gió biển nha này. Ôi ơi, đẹp cực luôn. Đây các bạn. Cái cành cây quá dữ đẹp. Tôm á, tôm hết này. Dính lên hai con lồi á. Đang hai vô bán là bán cho dựa luôn á chứ đâu có bán cho bạn hàng gì đâu hả? Anh thấy ở Sóc Trăng nó có bán lịch á, nhưng mà lịch nhỏ nhỏ không à, không bự như này đâu. Lịch nó bằng ngón tay à, ngón tay chỏ nó giữa vậy mình à. Nó bên nước ngọn, bên nước mặn. Lương giờ nó nuôi không đó anh hai, chứ không có lương ấy đâu. Thiên nhiên gì đâu còn đâu. Nó không có như là lương tự nhiên đâu. Nuôi nó cũng cho được ăn mà. Con lươn đô giờ ăn ngang này. Con lịch bự con lươn nuôi đã ăn không ngon bằng tại xương mềm hết chứ. Lưới câu nó quá à. Đại bẻ. Sao bẻ gì? Quá nó đặc sản. Lo ngập hao là dính nè.
dính cong cong. Đây các bạn có một cái cần nó lôi ngọc phao đây các bạn, cho bạn xem không biết dính hay không. Đó, nó lôi ngọc gì nè luôn nè, thử xem nó có dính hay không nha. Dính không? À còn vì ở ngoài này nè nó không có nè, ngoài nó không có lôi vô đâu được hết trơn á. Bốn cần đó hả? Hả? Cần ngập phao đó hả? Ăn nữa con. Dính nữa rồi. Hôm nay về Cà Mau thấy sướng quá bạn. Ủa. Ba càng chín ba con nữa nghỉ. Dính rồi đó. Sảy à. Nó lôi sâu rồi mà sảy à. Dính luôn. Còn cần duy nhất hơn anh này. Rồi hết cần câu. Mấy bạn đây là thành quả của anh em mình trong sáng ngày hôm nay, chắc cũng khoảng 4 kg các bạn. Đó, này. Bỏ câu vô này. Đây, lịch rất là bự các bạn, lịch bự không luôn. Và clip Thạch Anh đến đây là kết thúc các bạn. Nếu các bạn thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh ủng hộ Beta Thạch Anh nhé. Thì cái kênh của Thạch Anh thì nó không riêng về một cái mảng nào cả các bạn. Đây là cái kênh khám phá sở thích. Thành ra là các bạn cùng theo dõi, cùng thích với Thạch Anh nha. Thì trong quá trình Thạch Anh làm việc thường nhật hàng ngày đó, thì Thạch Anh sẽ ghi nhận lại và cũng chia sẻ đến tất cả các bạn. Nếu các bạn thấy hay, vui lòng đăng ký kênh, like và subscribe kênh ủng hộ Thạch Anh nhé. BBT, khám phá sở thích. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip tiếp theo.